Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới. Nghiên cứu cho thấy, Việt Nam có khoảng 7,7% các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, trong đó vô sinh nam chiếm khoảng 40% các trường hợp. Rất nhiều nam giới rơi vào khủng hoảng khi tinh trùng yếu ớt, thậm chí là vô tinh, cơ hội sinh con chính chủ rất mong manh, gần như bằng không. Vấn đề giảm khả năng sinh sản của nam giới và vô sinh nam đã và đang trở thành mối quan tâm lớn của ngành y tế nói riêng và của nhân loại nói chung. Đáng chú ý, giãn tĩnh mạch thường tinh, tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, vô tinh là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh nam. Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc của y học hiện đại, những vấn đề trong điều trị vô sinh nam đã có những bước đột phá, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, phác đồ tiên tiến, điều trị toàn diện, giúp nam giới vô sinh được toại nguyện ước mơ làm cha và mạnh mẽ hơn trong đời sống chăn vối. Vậy, cơ hội nào cho bệnh nhân giãn tĩnh mạch thường tinh, tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, vô tinh, sinh con chính chủ bằng chính tinh trùng của mình? Kỹ thuật hiện đại nào đang được áp dụng trong điều trị vô sinh nam giúp tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian và chi phí điều trị? Thành tựu mới nào đã được IVF Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh tạo dựng sau rất nhiều kỷ lục vượt trội trong ngành hỗ trợ sinh sản? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong chương trình tư vấn trực tuyến những bước đột phá trong điều trị vô sinh nam, giãn tĩnh mạch thường tinh, tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, vô tinh với sự tham dự của các chuyên gia: Thạc sĩ bác sĩ Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ bác sĩ Lê Đăng Khoa, trưởng đơn vị Nam học Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh; bác sĩ Lê Xuân Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh; bác sĩ Ngô Đình Triệu Vĩ, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên website của báo Thanh Niên, tamanhhospital.vn, livestream trên các trang fanpage Đài Truyền hình Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, IVF Tâm Anh, Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kênh YouTube của Đài Truyền hình Vĩnh Long, kênh YouTube của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và báo Thanh Niên, tiếp sóng trên fanpage vnexpress.net và fanpage báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ thứ ba ngày 5/4/2022, trực tiếp đặt câu hỏi trên các trang fanpage hoặc gọi đến hotline Hà Nội 1800 6858, Thành phố Hồ Chí Minh 0287 102 6789 để được các chuyên gia tư vấn ngay từ hôm nay.